Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel One Billion, nơi cập nhật thường xuyên những thông tin về chapter mới. Kèm theo đó là một vài dự đoán và giả thiết vô cùng thú vị trong One Billion. Quay trở lại chủ đề chính trong video hôm nay, số 3 là thông tin nhanh One Billion chapter mới. Theo đó thì mới đây, nhà cung cấp thông tin BB cũng đã có những thông tin cơ bản đầu tiên của chapter 1114. Và tôi cũng đã có một video thông tin nhanh trên kênh YouTube thứ hai của mình. Và trong video này, tôi sẽ cập nhật thêm những thông tin đầy đủ chi tiết hơn về nội dung của chapter, cùng với đó là đưa ra một vài nhận xét của mình về nội dung của chapter mới. Còn cụ thể như thế nào thì mời các bạn xem tiếp. Trước khi bắt đầu vào nội dung chính, anh em cho mình một like, một đăng ký kênh để nhận thông báo cho những video mới nhất. Ngoài ra còn giúp kênh mình có lại đề xuất nữa. Cảm ơn em rất nhiều. Tên tiêu đề của chapter 1114 là Đôi cánh Icarus. Và tên tiêu đề của chapter này là để nói về những người nuôi mộng tưởng nhằm vượt qua khả năng của bản thân, dẫn đến cái cục là phải chết. Mà cụ thể ở đây là những học giả đã từng nghiên cứu về lịch sử của thế kỷ trống. Trước kia là giáo sư Clover, còn bây giờ là tiến sĩ về cơ bình. Và nó bắt nguồn từ câu chuyện cậu bé Icarus 6 số đã chết vì rơi xuống mặt đất sau khi tìm cách tiếp cận thằng mặt trời Helios. Thế đó thì cậu bé đã quên đi lời của cha mình dạng mà tiếp cận thằng mặt trời, khiến cho đôi cánh bị tan chảy, dẫn đến việc rơi xuống đất mà chết. Mở đầu chapter là một sự nối tiếp. Theo đó thì tiến sĩ Vickerman vẫn đang tiếp tục phát đi thông điệp của mình đến cho mọi người ở khắp nơi trên toàn thế giới. Và nhà cung cấp thông tin VB cũng đã nói rằng ở chapter này chúng ta sẽ được thấy thêm một số nơi khác nữa trên thế giới, kèm theo đó là phản ứng của người dân nơi đây. Sau đó thì Vickerman đã bắt đầu nói về lịch sử của thế kỷ trống với trời bòi và vương quốc của đại hồng mạnh trong quá khứ. Giống vậy thì tiến sĩ Vickerman cũng thừa nhận rằng mình không biết nhiều về lịch sử của thế kỷ trống, mà chỉ biết rằng đã có một chàng trai trẻ tên là trời bòi đến từ vương quốc của đại của 900 năm trước. Và người này có sức mạnh co giãn tương tự như cao su, có thể kéo dài cơ thể tùy thích. Dù không chắc chắn, nhưng theo tôi, Vickerman đã biết được những thông tin này thông qua giáo sư Clover. Mà cụ thể ở đây là sau khi đọc hết toàn bộ những cuốn sách tại Elbat, nơi mà người khổng lồ do Quadisor đang ở. Vì trước đó bên công một Saka cũng đã xác nhận điều này với Nico Robin và bạn hải tặc Murom. Thông tin tiếp theo là về loại vũ khí mang tên hỏa mẫu, là vũ khí đã hủy diệt đất nước Lulusian chỉ sau một đòn tấn công, mà hiệu quả của nó là mực nước biển đã dâng cao hơn so với bình thường. Và theo nhà cung cấp thông tin thì chúng ta sẽ được thấy hoàn toàn loại vũ khí hủy diệt này ở chapter, và nó được viết tắt là Mother Flame. Và đây là một ngọn lửa đang được đặt ở bên trong bồn chứa nước, vì nó vẫn đang trong quá trình thí nghiệm. Để đầu của chapter song song với hình ảnh đó là phản ứng sốc của rất nhiều người ở khắp nơi trên toàn thế giới đối với thông tin này của Vickerman. Trên đây là một vài thông tin nhanh của One Piece chapter 1114 đến từ nhà cung cấp thông tin PB. Tôi hy vọng anh em sẽ thích video này. Đừng quên like, đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.